Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm trà chanh Thái Xanh, một phiên bản mới của trà chanh đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đã có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm món này, mà hôm nay mình mới có thời gian quay video chia sẻ đến các bạn cách làm. Ly trà chanh với màu xanh mát mắt, thơm lừng của trà Thái Xanh, chua chua nhẹ, ngọt mát với giá cốt thấp, các bạn có thể làm kinh doanh trong dịp hè này. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video hấp dẫn nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ pha trà. Đây là gói trà Thái Xanh mà mình sử dụng. Hôm nay thì mình sẽ dùng 20g trà Thái Xanh. Mình sẽ dùng nồi cơm điện để ủ trà. Các bạn có bình ủ thì sử dụng bình ủ trà là tốt nhất nhé. Nếu không có bình ủ thì các bạn có thể sử dụng nồi cơm điện giống như mình. Mình sẽ cho trà vào trong túi lọc, buộc lại và mình cho vào trong nồi. Mình cho vào cùng 1,2 lít nước sôi. Để nắp lại và mình ủ trà trong 12 phút. Sau 12 phút thì mình sẽ vớt bỏ túi lọc trà. Và mình thu được phần nước cốt trà có màu rất là đậm như thế này. Mình sẽ cho vào cùng 1,2 kg đá. Cho đá vào với mục đích là sốc nhiệt, giúp trà nguội nhanh, giữ được cái vị thơm của trà. Đây là phần nước cốt trà mà mình thu được, nó sẽ có cái màu xanh như thế này. Đợi đá tan hết thì mình sẽ cất trà vào trong ngăn mát tủ lạnh, thì dùng được trong khoảng 1-2 ngày. Tiếp theo thì mình sẽ nấu phần nước đường. Mình cho vào nồi 500g đường, 300ml nước. Và mình cho lên bếp đun ở lửa nhỏ. Trong quá trình đun thì các bạn tuyệt đối không khuấy để tránh hiện tượng lại đường. Khi mà nước đường đã sôi, đường tan hết ra thì mình sẽ tắt bếp để nguội và mình cất vào trong các hũ lọ dùng dần. Mình chuẩn bị chanh tươi. Mỗi ly thì mình sẽ cần sử dụng 10 đến 15ml nước cốt chanh và 3 đến 4 miếng chanh thái lát. Thường thì một ly mình sẽ sử dụng một quả chanh, nửa quả thì mình sẽ vắt nước và nửa quả mình thái lát để trang trí. Ở đây mình chuẩn bị thêm trân châu ba quy để trang trí, giúp cho món trà chanh trở nên hấp dẫn hơn. Các bạn không sử dụng cũng được. Giờ mình sẽ ra ly thành phẩm. Mình pha ly 500ml, mình cho vào ly 150ml nước cốt trà, 40ml nước đường, 10 đến 15ml nước cốt chanh và mình khuấy đều. Tùy theo khẩu vị, các bạn thích chua nhiều hay ít, ngọt nhiều hay ít mà các bạn điều chỉnh nhé. Mình sẽ cho đá vào đầy ly, trang trí thêm vài miếng chanh thái lát. Thêm chút trân châu ba quy lên trên là mình đã có một ly trà chanh Thái Xanh có màu xanh đẹp và hấp dẫn như thế này rồi. Giờ mình sẽ uống thử nhé. Cảm nhận đầu tiên là mùi trà Thái rất là thơm, nước trà mát lạnh, ngọt nhẹ, chua nhẹ. Trà Thái Xanh kết hợp với chanh khá là hợp đấy các bạn. Thêm chút trân châu ba quy giòn sần sật khi thưởng thức cũng khá là ngon. Mỗi ly này thì có giá cốt khoảng 4.000, các bạn có thể bán với giá 10-15.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.